Dạ, Hiếu Phan rất vui khi gặp lại tất cả vị khán giả trên kênh của Hiếu trong bản tin ngày 11 tháng 4 hôm nay. Thì nội dung thông tin hôm nay là một thông tin khá là mới nóng mà Hiếu cập nhật được. Trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Dạ, xin kính thưa vị khán giả, mới đây thì Hiếu có cập nhật được một cái thông tin cho rằng là hai vị luật sư trong năm vị luật sư đã từng bảo vệ bề mặt pháp lý cho Thiền Am bị xóa tên khỏi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Không ai khác chính là luật sư Nguyễn Văn Miến và luật sư Đặng Đình Mạnh. Như vậy thì nguyên nhân và lý do gì mà đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên hai vị luật sư này? Thì sau đây Hiếu mời quý vị khán giả cùng đến với phần chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Miến từ Hoa Kỳ cho chúng ta được biết nguyên nhân và lý do phía sau đó là gì nhé. Hiếu mời vị khán giả cùng nghe luật sư Miến chia sẻ ạ. Thì tôi cũng không có ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên tôi có một suy nghĩ như vậy. Thứ nhất, bất cứ là luật sư nào hoặc tổ chức nào họ cũng có quy định về đóng đoàn phí. Tuy nhiên thực tế tại đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, qua các lần mà họp mặt hội nghị của đoàn luật sư thì đoàn luật sư đều có kêu ca về chuyện là chậm đóng đoàn phí của các thành viên, và đã từng có những thành viên mà hầu như họ cũng đóng không đóng đoàn phí, mặc dù là có quy định, nhưng cái đó là không phải căn cứ chính để mà loại bỏ thành viên của mình. Nhưng mà họ cũng muốn duy trì cái đoàn luật sư của mình với một cái số lượng thành viên lớn nhất cả nước ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các luật sư hành nghề buộc phải tham gia trong một cái tổ chức, và đó là đoàn luật sư của các tỉnh. Không ai ở Việt Nam nói là tôi luật sư mà không thuộc đoàn luật sư nào. Cho nên khi mà đoàn luật sư xóa tên thì có nghĩa là đồng nghĩa là chúng tôi không còn có tư cách hành nghề luật sư tại Việt Nam nữa. Tuy nhiên cái tư cách luật sư của chúng tôi, những cái chứng chỉ hành nghề này kia chúng tôi vẫn có, và chúng tôi vẫn là luật sư. Qua việc này thì tôi thấy rằng là dường như có một cái sự chỉ đạo từ một cái cơ quan khác, hoặc là việc xóa xóa tên chúng tôi ra khỏi đoàn luật sư nhằm dọn đường dư luận cho một loạt những cái hành vi tiếp theo của cơ quan tiến hành tố tụng, cụ thể là cái vụ án 331 mà công an tỉnh Long An họ đang điều tra về cái vụ hậu tỉnh Thất Bồng Lai. Quý vị khán giả thân mến, quý vị cũng vừa nghe luật sư Nguyễn Văn Miến chia sẻ cho chúng ta biết anh hiện tại đây đang ở Hoa Kỳ, và chúng ta cũng đã biết rằng vì sao mà luật sư Miến và luật sư Mạnh bị xóa tên khỏi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, đó là do các luật sư không có đóng đoàn phí. Thưa quý vị, qua cái sự việc này thì luật sư Mạnh sẽ nói như thế nào? À, ngoài luật sư Miến còn có luật sư Mạnh, thì chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của luật sư Mạnh nhé. Hiếu mời vị khán giả cùng nghe. Tôi tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ thì cái tình trạng pháp lý của tôi nó không còn bị ràng buộc gì đối với lại điều 4 của hiến pháp cả. Điều 4 quy định về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại đất nước và đối với việc hành nghề nghề nghiệp luật sư. Việc này khiến tôi duy trì cái tư cách là thành viên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nó không còn ý nghĩa nữa. Thế nên cách nay 5 tháng, vào khoảng hạ tuần tháng 11 năm 2023 thì tôi đã gửi văn bản đến đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để trình bày quan điểm như là tôi vừa trình bày. Và tôi đề nghị xóa tên tôi ra khỏi danh biểu của đoàn luật sư. Và trên trang mạng xã hội tôi cũng đã chủ động xóa đi cái thông tin là thành viên của đoàn luật sư. Và nhân tiện thì trong văn bản tôi cũng nêu cái cách giải quyết về đoàn phí. Vì lẽ là tôi cũng không biết rằng là tôi đóng đoàn phí còn thiếu nhiều hay không, và hiện nay thì khi được nhận được cái thông tin là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh họ đã quyết định xóa tên tôi với tư cách thành viên vì lý do là tôi không đóng đoàn phí, nhưng mà thôi coi đó như là một cái dấu chấm hết cho một cái cuộc tình đồng sàng dị mộng thôi. Quý vị khán giả thân mến, vì cũng vừa nghe
phần chia sẻ của luật sư Đặng Đình Mạnh cũng như là luật sư Nguyễn Văn Miến cho chúng ta biết vì sao hai vị luật sư này đã bị đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên. Thì chúng ta cũng đã hiểu rồi, do là các luật sư không có đóng đoàn phí ở đây thưa vị. Thì nhắc đến luật sư Mạnh và luật sư Miến, trong năm luật sư đã từng bảo vệ mặt pháp lý cho Thiện Am trong cái vụ án 331 xét xử tại tỉnh Long An, thì cái mức án dành cho 6 thầy cô là 23 năm 6 tháng tù. Thì các luật sư cũng rất là cố gắng đó. Sau khi mà hai cái phiên tòa xét xử diễn ra và kết thúc thì các luật sư cũng về lên trên mạng xã hội đấu tranh rất là quyết liệt, nhưng không may lại vướng vào cái điều 331 và bị cáo buộc cho rằng là đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thì hai trong năm luật sư, có cả luật sư Đào Kim Lân nữa, thì cũng bị cơ quan chức năng sở tại nơi Thiền Am bên bờ vũ trụ đang lưu trú cũng có giấy triệu tập mời lên để mà làm rõ mọi cái vấn đề mà có liên quan đến phát ngôn của mình trên mạng xã hội. Nhưng cuối cùng thì các luật sư thấy không ổn, cho nên là phải âm thầm lặng lẽ rời bỏ quê hương để mà đến với đất nước tự do như là Hoa Kỳ. Và hiện tại đây thì luật sư Mạnh, luật sư Miến, luật sư Lân thì đang ở đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì qua cái phần chia sẻ của hai luật sư thì chúng ta cũng thấy rằng là họ bị xóa tên khỏi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là do không có đóng đoàn phí. Còn riêng luật sư Lân thì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cái thông tin là luật sư Lân có còn nằm trong đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh hay không thì chưa rõ thưa vị. Nhưng mà hàng ngày thì vẫn thấy luật sư Lân lên livestream đó để mà chia sẻ những thông tin, những vụ án xảy ra tại Việt Nam mỗi ngày đó. Thì có cái sự việc gì liên quan đến luật sư Lân thì Hiếu sẽ cập nhật để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết trong những video sắp tới. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nghe nội dung thông tin mà luật sư Mạnh, luật sư Miến chia sẻ cho chúng ta được biết ạ. Còn trở lại với vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì mới đây nhất Đinh Lan cũng có viết một dòng status trên tab cộng đồng kênh YouTube của mình như sau. Sau phiên tòa, nếu Đinh Lan lôi Nguyễn Phương Hằng ra chửi thì mới bị tội, chứ toàn YouTuber bịa chuyện thì tôi lên giải thích thì tội gì với con phạm nhân đó mà nói tôi. Công an nào đến thì hỏi 55 đơn. Ở đây thì trong cái bài viết đầu tiên thì Đinh Lan cũng có nói những gì mà những kênh YouTube đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng á, là tấn công làm nhục đến Đinh Lan trước, cho nên là Đinh Lan chỉ lên phản biện mà thôi, chứ Đinh Lan cũng chưa bao giờ lôi tên bà Nguyễn Phương Hằng ra để chửi, toàn là những YouTuber này chửi Đinh Lan không, cho nên là Đinh Lan phản biện không có cái vấn đề gì để gọi là tội ở đây hết. Nhưng mà những kênh YouTube đó đi ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng thì lại lên video clip cho rằng là Đinh Lan sắp bị đi tù, Đinh Lan sẽ bị bế vào lúc 22 giờ vân vân. Nhưng mà những gì mà Đinh Lan nói là phản biện lại những kênh YouTube này, và cũng mong là bên phía cơ quan chức năng vào cuộc xem xét và xử lý đối với những kênh YouTube đó. Đó là những gì mà Đinh Lan nói hàng ngày thưa quý vị khán giả. Còn cái bài bình luận thứ hai thì Đinh Lan nói như thế này: một mình Đinh Lan chống giặc nội xâm mang tên Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm vì bỏ lọt 40 tên giặc mạng là YouTuber như Hương Quảng Châu và Thanh Quyền Vlog vân vân. Đó là những bài viết của Đinh Lan. Đinh Lan cũng nói là bây giờ đây cũng đơn thân độc mã, một mình lên chống chọi 40 kênh YouTube ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Hàng ngày thì họ vẫn lên tấn công Đinh Lan, và Đinh Lan là giống như là phòng thủ thưa vị, vẫn lên đáp trả, vẫn lên phản biện đó, để cho dư luận biết rằng là những kênh YouTube này đưa thông tin hoàn toàn sai sự thật đó, chứ không có cái việc mà Đinh Lan lên là chửi bà Nguyễn Phương Hằng như thế này thế nọ, không có giống như những gì mà những kênh YouTube này chia sẻ thưa vị khán giả. Cho nên là vị khán giả có ủng hộ Đinh Lan thì cũng cần cân nhắc lại đối với những kênh YouTube chống đối với Đinh Lan, nó để chúng ta có cái cách nhìn khách quan hơn trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo Hiếu thì từ trước đến giờ Hiếu chưa bao giờ mà lên án về cái việc làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng ở đây hết. Bà có quỹ mổ tim Hằng Hữu hay là có công ty Đại Nam, có những việc làm thiện nguyện thì cái đó là cái điều tốt thôi, Hiếu không có nói tới. Ở đây thì Hiếu chỉ lên án về cái hành vi đạo đức
và văn hóa của một CEO giống như là bà ấy thôi. Bởi vì bà ấy đứng trên cái cương vị như vậy á, nó rất là có tầm ảnh hưởng với xã hội, thì cần phải chấn chỉnh lại những cái gọi là văn hóa, những cái phát ngôn mà nó thật sự vô đạo đức thì chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cho nên là Hiếu mới lên video clip, và cũng mong rằng là những ai đi theo ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng nên có cái cách nhìn khách quan, công tâm hơn. Cái chuyện nào ra chuyện đó, cái gì sai thì chúng ta cần phải lên án, và cái gì đúng thì chúng ta ủng hộ, không có ai nói gì hết đó. Chứ đừng có mà quy chụp gom đũa cả nắm cho rằng là Hiếu chống đối bà Nguyễn Phương Hằng, chẳng khác nào chống đối công ty cổ phần Đại Nam, chống đối cái việc mổ tim Hằng Hữu, chống đối về cái việc làm từ thiện của bà ấy. Thì đó là những cái lập luận, những cái suy diễn hoàn toàn sai sự thật. Hiếu ở đây có cái cách nhìn công tâm khách quan, chuyện nào bà ấy làm tốt là khen, còn cái nào mà vô văn hóa mất đạo đức, chửi một ông cụ gần đất xa trời như thầy ông nội ở Thiền Am bên bộ trụ, đó là cái hành vi vô đạo đức mất văn hóa thì Hiếu không thể nào chấp nhận được đó. Cho nên là cũng nói rõ là như vậy. Thì đây cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Thì theo vị khán giả nhận định và đánh giá như thế nào về trường hợp của luật sư Mạnh và luật sư Miến bị xóa tên khỏi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, thì quý vị khán giả cũng cho Hiếu biết ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bên cạnh đó thì trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, trên kênh của Hiếu thì khán giả rất là công tâm, có cái cách nhìn rất là khách quan, phải nói là nhận định rất là tuyệt vời luôn. Hiếu cũng xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Ở đây thì quý vị khán giả rất là đồng lòng với Hiếu lên án về cái hành vi vô đạo đức và văn hóa của bà Nguyễn Phương Hằng mà thôi. Đó, cho nên là Hiếu cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết trong cái video này. Một lần nữa, cuối video, Hiếu mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Đồng thời, quý vị khán giả khi xem, bấm một like, một đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Hiếu phát triển hơn nữa nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.